sẽ không đi theo luôn đi. Ờ, dạ. Chàng, hôm nay chàng đánh em nữa sao? Cô đúng là con đàn bà ghê gớm, bị chồng bắt tận tay ngay tận mặt mà còn trợn trừng với chồng hả? Đúng là tại hồi xưa tôi ngu khờ nên không nhìn thấy được mấy cảnh này. Chàng quá đáng lắm rồi, chàng không thấy đâu. Chàng sắp mất hết tất cả rồi. Chàng biết chưa, mấy người đó đang tính chơi bạc lận để lấy hết nhà cửa của mình đó. Cô có thấy người vợ nào như cô không? Chồng mình của bạn bè đáng lý ra là cô phải nở mày nở mặt, còn cô thì ngược lại, lòng dạ cô hẹp hòi lắm. Chàng đã quá lậm rồi, chàng mất hết. Đừng trách tại sao em không nói. Nè, về rồi hả? Chàng, chàng gánh nước xong chưa? Xong hết rồi. Cô Tí đâu rồi chàng? À, chắc cô Tí chạy vòng vòng ở đây chơi với mấy đứa bạn chứ gì. Em mới gặp công tử Tân, con của trưởng làng đó. Ừ, rồi sao? Mà mình ít gặp anh ta hả? Em thấy ảnh tốt, hiền, biết nghĩ cho người khác. Mình chơi với mấy người đó ít lầm đường lạc lối lắm. Ý nàng là ta đang lầm đường lạc lối hả? Đúng là ông công tử Tân ông hiền thiệt, nhưng mà ông hơi chán. Đàn ông gì mà tứ đổ tường không dính một cái nào hết. Ủa, không phải hồi đó nào cũng chê công tử Tân sao? Chàng khác quá. Khác là khác làm sao? Bây giờ ta khôn ra, có bạn hữu qua tới nhà chơi với ta, đáng lý ra nàng phải vui chứ. Em cũng nghĩ đáng ra phải vui, mà hồi nãy em ngồi dưới gốc sung á, em nhớ chàng hồi đó. Nhớ hồi đó tụi mình vui biết bao nhiêu. Nàng nhớ ai? Nhớ thằng khờ hay là nhớ thằng nào? Ta đang vui, nàng đừng có làm cho ta mất hứng. Chàng à, quán mình còn khách ra vô, mình chơi suốt như vậy có kỳ không? Kỳ gì đâu mình. Mình là chủ quán, mình chơi quán mình chứ mình chơi quán ai đâu mà sợ gì nghỉ. Bây giờ nàng cô quán 3 ngày được không? Không được thì ta kêu người khác. Em nói là em sợ mình bị người ta dị nghị thôi, chứ sao mà em không coi quán được. Mình mà muốn nghỉ em còn lo được luôn mà. Ta chưa có thấy ai dị nghị, nãy giờ chỉ có một mình nàng nói ra nói vô không à. Cái người mà bị nói câu chuyện là nàng đó. Đàn bà có chồng đâu mà hẹn trai ngoài gốc sung. Ủa, bộ ông đó ông còn thương mình hả? Mình à, lời lẽ này không phải của mình đâu. Mình thay đổi nhiều quá. Mình muốn biến cái quán của mình thành sòng bạc hay sao? Cái người thay đổi trong nhà này là nàng đó. Hồi đó giờ tôi làm cái gì nàng cũng tán đồng hết trơn mà. Sao giờ chưa kịp mở miệng ra là nàng đã cản rồi. Nè, nàng là vợ, tôi là chồng. Vợ phải biết tôn thờ chồng, phải nghe lời chồng. Đừng cản ta nữa, càng nói càng bực bội à. Thôi bây giờ trong nhà vàng bạc bao nhiêu nàng mang ra đây hết đi. Nhưng mà... Làm lẹ lên. Nhanh. Tiền vàng, lớp mua nhà, lớp sửa quán, còn có một ít à. Chàng tính đem đi đánh bạc hết hả? Rồi lỡ thua hết rồi sao chàng? Ừ, đưa đây đi. Rồi tiền đâu mà đắp vô quán? Thôi, nàng đừng có nói xui xẻo nữa. Nàng tính trù éo ta hả? Ngày mai ta sẽ thắng gấp 3, gấp 4 lần cái số tiền vàng này cho vợ coi. Trong đó còn một ít tiền lời, công sức mồ hôi nước mắt của vợ chồng mình bấy lâu nay. Thôi được rồi, nàng đừng có kể lể nữa được không? Thì tránh ra đi. Nhưng mà... Mình ơi,
Bạn bè của ta, nàng làm ơn được có xí vô nữa có được không? Bây giờ khách tới quán mình mà không thích thì mời khách đi quán khác. Quán này quán nhà mà, mình chơi có gì đâu. Hả? Ai cấm? Nàng có thấy từ đó tới giờ có ai như nàng không? Chồng chơi với bạn mà vợ đi dựng chuyện để nói xấu bạn của chồng, nói bạn là muốn cướp nhà cướp đất của mình, có ai không? Hả? Bạn bè chơi vui thôi mà. Nè nàng coi, đánh nè. Đó, chơi có tí xíu mà ta ăn bao nhiêu đây là tiền. Cướp cái gì? Gài là gài cái gì? Gài bẫy ta làm sao? Thì phải giả bộ cho chàng thắng trước, sau đó mới gạt được chàng chứ. Nàng đừng có lẻo lự, vu oan giá họa cho bạn của ta nữa. Chàng quá đáng thiệt đó. Từ giờ trở đi, ta làm bất cứ chuyện gì không cần nàng phải xía vô. Vô ngủ à. Sao cuộc đời của mình hết gian truân này tới biến cố khác? Tưởng chàng an toàn trở về, thông minh ra thì gia đình mình sẽ hạnh phúc. Ai ngờ chàng còn đổ đốn hơn xưa nữa. Bây giờ biết làm sao cho chàng hồi tâm chuyển ý đây? Hiền lành lương thiện như ngày xưa nữa. Con bất lực được cha mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ cản cha đi, cha cứ suốt ngày nhậu với đánh bài hoài à, kỳ cục lắm luôn á mẹ. Mẹ sợ mình sắp mất hết rồi tí ơi. Mẹ mất cái gì vậy mẹ? Hết con ơi, cái gì cũng mất hết. Chỉ còn lại e chè cực nhục. Chắc cái số mẹ nó như vậy rồi. Là sao giờ mẹ? Nếu có chuyện đi đi với mẹ không? Con ghét cha mà, mình đi đâu mẹ? Đi đến một chỗ xa, gặp ông bà ngoại của con. Nơi đó vui lắm. Đi đi mẹ. Mẹ, mình đi đâu giờ mẹ? Tí, mình đi gặp ông ngoại nha con. Dạ. Xin thưa cha mẹ,
Cha ơi, mẹ ơi, con xin cha mẹ phù hộ độ trì cho con tìm được vợ con. Con Lý ơi, Minh ơi, hai người ở đâu vậy? Đàn ơi, Lý ơi, Đàn ơi, Tí ơi. Dở hết, lẹ lên tụi bay. Dạ. Dạ. Cái này nữa nè, cái bàn đó nữa. Dở hết. Chị hơi ơi, dạ. Cứu. Chị hơi cứu. Nín. Cứu cái gì mà cứu? Nói từ từ. Giờ con tôi trầm mình ở dưới nước rồi. Hả? Chị hai ơi, phụ tôi đi. Mày nói cái gì? Giờ con mày trầm mình dưới sông hả? Chưa. Mày kêu chứ không ai hết á. Mày kêu nó trốn là đúng không? Đúng không? Chị hai ơi, tướng nước này còn giả bộ gì nữa chị hai. Mấy anh ơi, làm ơn giúp tôi đi.